Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ba mươi bốn, mười tám đại nguyện. Hòa thượng khoác áo tu ở chòi Rơm thủ hiếu đến năm mùa hè ngày 19 tháng 6. Ngài phát đại nguyện trước bàn Phật, cúi đầu kính lại mười phương Phật cùng tam tạng pháp, như quá khứ hiện tại hiền thánh tăng, di nguyện rủ lòng chứng giám đệ tử Đồ Luân Thích An Từ. Nay con phát tâm không vì cầu cho mình phước báo nhân thiên hay thanh văn duyên giác cho đến chư vị Bồ Tát quyền thừa, con chỉ y theo tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh đồng thời chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Một, nguyện tận cùng hư không khắp pháp giới ở mười phương ba đời tất cả hàng Bồ Tát, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Hai, nguyện tận cùng hư không khắp pháp giới ở mười phương ba đời tất cả hàng duyên giác, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Ba, nguyện tận cùng hư không khắp pháp giới ở mười phương ba đời tất cả hàng thanh văn, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Bốn, nguyện trong cõi tam giới chư vị hàng người trời, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Năm, nguyện trong mười phương thế giới tất cả hàng người, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Sáu, nguyện trong cõi trời người và tất cả hàng Atula, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Bảy, nguyện trong tất cả giới súc sanh, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Tám, nguyện trong tất cả giới ngạ quỷ, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Chín, nguyện trong tất cả giới địa ngục, nếu có một vị chưa thành Phật, hoặc địa ngục không trống không, con thề không thủ chánh giác. Mười, nguyện trong tam giới phàm là chư vị trời, tiên, người, Atula, loài bay, lặng, động, thực vật, giới linh thiêng, rồng, súc sinh, quỷ thần đã từng quy y với con, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 11. Nguyện đem tất cả phước lạc mà con được hưởng thọ đều hồi hướng và bố thí rộng khắp chúng sanh trong pháp giới. 12. Nguyện đem tất cả khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới đều để một mình con thay thế nhận chịu. 13. Nguyện phân chia tánh linh của con thành vô số, nhập rộng khắp tâm chúng sanh nào không tin Phật pháp, làm cho họ đổi ác thành thiện, ăn năn hối lỗi, làm một người mới biết quy y Tam Bảo, rốt ráo thành Phật. 14. Nguyện tất cả chúng sanh nhìn thấy mặt con cho đến chỉ nghe tên con đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật đạo. 15. Nguyện tuyệt đối tuân theo Phật dạy và thực hành ngày ăn một bữa. 16. Nguyện giác ngộ chúng hữu tình, tùy căn cơ mà rộng nhiếp thọ. 17. Nguyện trong đời này đắc ngũ nhãn lục thông, phi hành tự tại. 18. Nguyện tất cả sự cầu nguyện đều được thành tựu viên mãn. Thề nguyện độ vô biên chúng sanh, thề nguyện đoạn vô tận phiền não, thề nguyện học vô lượng pháp môn, thề nguyện thành vô thượng Phật đạo. Hỏi: Hòa thượng phát 18 đại nguyện trong hoàn cảnh nào? Làm đệ tử của ngài nên phát thệ nguyện ra sao mới làm nổi theo lời nguyện? Hòa thượng: Còn nít khi mới chào đời, không có ai dạy mà chúng biết bú sữa. Những điều do học hỏi mới biết được thì không phải là của chúng ta. Tâm Bồ Đề phải tự chúng ta phát. Nếu chúng ta y theo hình hồ lô để đồ vẽ lại thì chỉ là bắt chước, là quá giả tạo thôi. Lúc đầu cái gì tôi cũng không có và cũng không biết ai đã phát qua lời nguyện gì, thì tôi cứ mạo muội phát nguyện như vậy. Tôi có một đệ tử cũng phát nguyện giống như tôi, nhưng đến hôm nay chúng ta vẫn học chưa thành, cũng vẫn y như xưa. Bởi vì tôi giống như quỷ, còn các đệ tử của tôi là người, cho nên họ không học nổi cách giống như quỷ của tôi. Hỏi: Tại sao Bồ Tát phát nguyện đều không nguyện thành Phật để làm điều kiện đạt thành nguyện lực của các ngài? Hòa thượng: Đây không phải là Bồ Tát mà là quỷ. Như quỷ bị đọa vào ba ác đạo, dù muốn thành Phật cũng không nhanh vậy đâu, cho nên mới chịu chậm lại một chút, giống như tôi đây. Tôi nói vậy
chắc chắn là các vị không tin, vì các vị thấy tôi và người giống nhau. Vậy tại sao tôi nói tôi là quỷ? Bởi tôi đã độ một số quỷ rồi bị họ kéo xuống địa ngục. Tôi muốn đi ra nhưng không có ai kéo tôi lên, cho nên tôi đành du hí vào chơi trong địa ngục. Tôi thấy cảnh các bạn quỷ chịu nhiều khổ hình, bèn ở đó đợi cho các quỷ đói đều thành Phật rồi tôi mới thành Phật. Tuy tôi không bị kịp nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng rằng địa ngục chẳng không, thề không thành Phật, còn tôi chỉ nguyện là nếu vẫn còn có một tên quỷ thì tôi cũng không thành Phật. Như vậy địa ngục không nhất định phải trống không. Tôi nói các tên quỷ đây là ở ngay lúc này, còn về sau đó lại là một thời gian khác, tôi không cần biết. Hỏi: các hiện trạng dông bão, động đất, chiến tranh là do con người chúng sanh cộng nghiệp mà thành quả báo. Nguyên lực của Hòa Thượng là làm giảm bớt nghiệp lực của chúng sanh. Vậy phải chăng nghiệp lực cùng quan niệm của nhân quả không giống nhau? Đáp: tôi cầu mong mười phương chư Phật Bồ Tát sẽ chuyển hóa các tai ương này. Tuy nói không thể chuyển đổi định nghiệp. Định nghiệp là gì? Định nghiệp không có tiêu chuẩn nhất định. Chúng ta làm sao biết được đó là định nghiệp? Dĩ như có người nọ muốn giết người, nhưng làm sao biết nếu được người khuyên can thì y sẽ không giết? Làm sao biết được nếu có người trung gian điều giải thì hai nước sẽ có chiến tranh bùng nổ đó sẽ không đấu tranh với nhau nữa? Làm sao biết được nếu có bác sĩ dùng thuốc trị liệu cho bụng ghẻ của mình nên được cứu mạng? Nếu không thể cải biến định nghiệp thì khi có bệnh có lẽ không ai cần phải đi tìm bác sĩ để làm gì? Ha ha ha, 问什么的说